ngay lập tức sau 1 tiếng, 2 tiếng gì đó sau phẫu thuật đó ha. Cũng còn một vài cái điểm sưng bầm ha. Nhưng mà có thể chúng ta sẽ thấy là cái mặt còn hơi sưng sưng to to này nọ ha. Chúng ta thấy rằng bạn này có một cái than phiền về cái má phính và một cái mũi hơi thấp ha, đặc biệt là cái má phính này. Và bạn đã muốn là cái mặt nó thon gọn nên được nghe, ví dụ như nghe là đi tiêm nhỏ mặt ha. Tiêm nhỏ mặt nghĩa là thường thường người ta sẽ tiêm cái Botox vào vùng cơ cắn, và bạn này bị phính cái vùng trước là chính, do đó là ngay cả tiêm Botox thì cái này nó cũng không giải quyết được gì hết và nó làm tăng cái độ sệ này hơn. Thì với một cái suy nghĩ thông thường rằng cái mặt nó tròn như vậy thì chúng ta chắc là mình nên tiêm giảm mỡ cho nó bớt, nó nhỏ bớt, nó gọn bớt, nó giảm cái mỡ đi ha. Thì tiêm nó cũng không kết quả gì cả. Như vậy là tại sao cái khuôn mặt này lại có cảm giác phính nhiều như vậy, và nguyên nhân là gì, và chúng ta sẽ làm gì cho nó đúng? Thì khi bác sĩ Thảo khám cái này trước khi phẫu thuật á, thì mình nhìn thấy rõ ràng trên cái khuôn mặt này, cái má phính này, nhưng mình véo cái da nó rất là mỏng luôn ha, nó mỏng nhỏ xíu vậy nè, độ dày mỡ có chút xíu vậy thôi ha. Và cái mỡ nó đang tập trung ở vùng trung tâm này là chính, vùng giữa này nè ha, và nó sệ xuống. Do đó nó tạo cảm giác á, là cái mặt nó phính rất là nhiều và nó sệ ra. Bên cạnh đó là bạn này có một cái độ khuyết hàm. Cái khuyết hàm là cái này giữa má và cằm đó, nó có một cái khuyết hàm nên nó tạo ra cái cằm và cái má nó nằm kế bên nhau. Nó làm cho khuôn mặt càng phính ra hơn và càng sệ hơn. Do đó cái việc mà cái mặt mà nó sệ như thế này, nếu chúng ta chọn cái phương pháp là tiêm Botox thon gọn hàm thì tức là chúng ta làm cho cái vùng ngoài nó nhỏ hơn. Như vậy cái vùng trong nó đang bự sẽ bao giờ cũng sẽ cảm thấy nó bự hơn. Và khi cái vùng cơ cắn này mà nó nhỏ, nó thấp xuống á, thì cái điểm nâng đỡ ở đây nó sẽ giảm đi. Tức là cái vùng da, vùng giữa này, vùng mặt giữa này nó sẽ dễ cảm giác nó tụt lại, nó sệ hơn. Cho nên là nếu mình chọn sai giải pháp mình sẽ không đạt hiệu quả, mà thậm chí nó có thể làm chúng ta tăng cảm giác chảy sệ nhiều hơn. Kế nữa, nếu cái má này mình véo da rõ ràng nó không có dày mỡ, mà nếu mình tiêm giảm mỡ thì nó lại sai luôn. Nó có kết quả gì đâu, đó phải do mỡ đâu. Như vậy cái má phính này á, hồi nãy tôi đã lấy ra đó chính là túi mỡ má trong. Một khi mình véo cái da mà nó phính ở đây nhiều thì túi mỡ má trong sẽ rất là to. Và bên cạnh đó, tại sao chỉ có một cục mỡ má trong nhưng nó tạo cái má này quá phính như vậy? Là bởi vì khi chúng ta nhìn nè, chúng ta sẽ thấy là cái má và cái cằm nó bị một cái đường mất liên lạc ở vùng giữa này. Nó tạo hai cái khối nằm kế bên nhau. Rồi khi mình nhìn nghiêng nè, mình thấy nè, một cái sự gãy cái vùng mặt giữa nữa. Đây nè, cái vùng mắt nè, cái vùng mắt nè ha, nó gãy giữa như thế này nè. Cho nên nó làm cho cái phần má này nó càng tụt xuống dưới. Nó thiếu cái độ nâng của vùng má giữa và ở phía ngoài này, nên nó càng tụt mọi thứ xuống. Tức là nó bị cái túi mỡ má trong to nè, rồi nó tăng cái cảm giác cái chảy sệ đó nó nhiều, cái da này nó lỏng lẻo, nó nhiều cái cảm giác chảy sệ nên nó rớt xuống vùng dưới. Rồi cái cằm với cái má nó nằm hai cái khối nằm không có ăn nhập với nhau, cho nên nó tạo ra cảm giác má phính càng nhiều hơn. Rồi bên cạnh đó nè, ví dụ ở tư thế mà nhìn lên, mình sẽ thấy bạn này có một cái túi mở mắt khá là lớn. Cái túi mở mắt khá lớn nó gọi là cái iPad á, cái này nè, cái túi mở mắt này nè ha, cộng với cái khuyết mắt vùng mắt dưới này, đúng rồi, khuyết vùng mắt dưới và thiếu cái độ nhô má giữa, nó làm cho cái sự mệt mỏi trên khuôn mặt nó càng nhiều hơn. Cái vùng túi mắt này rất là dễ khám, khi bạn ở tư thế hơi cúi và nhìn lên, bạn sẽ thấy cái túi mở nó phình ra nhiều hơn ha, dễ thấy hơn. À, và đặc biệt cái khuyết lõm đây nó sẽ thấy rõ ràng hơn. Bữa trước mình sẽ chia sẻ rất là nhiều cái kỹ thuật mà mình khám coi khuôn mặt mình thật sự to tròn là ở đâu đó. Đầu tiên là mình phải khám xương ha. Và bạn này có cái xương hàm không hề lớn, bây giờ mình check thử ở bên ngoài này. Xương rất nhỏ luôn. Nè, mình nhìn thấy cái đường này nè. Coi như là không có cái ngạnh xương luôn á ha. Nhỏ xíu à. Thấy được không? Ok, đó. Cho nên nguyên nhân do xương trên khuôn mặt này là không có. Nhưng mà mình nhìn vô mình thấy nó to ơi là to luôn ha. To như tưởng tượng là có nhiều trường hợp chắc nghĩ là mình để cắt xương hàm cho nó nhỏ bớt cái mặt này ha. Nhưng mà hoàn toàn không phải do nguyên nhân xương. Mỡ dưới da cũng không phải luôn. Cơ cắn cũng không phải lớn luôn. Như vậy đó là do cái sự chảy sệ, sự mất liên lạc và cái túi mỡ má trong nó gây nên. Rồi bạn này có ao ước một cái mũi ha. Thì trước mổ mình nhìn thấy cái mũi này, bạn này có cái mũi khá là dài và nó thấp, có phần sống là chính ha, chóp mũi thì hơi to. Đây mình nhìn nè, đó, vì khi nhìn thẳng á thì thấy thằng này có vẻ tẹt quá, đúng không, nó hơi tẹt quá và cánh mũi rất là rộng.
Và cái đầu mũi này cũng hơi tròn tròn, nhưng mà nó không có quá thấp. Đúng rồi, nó không có quá thấp. Mình nhìn nghiêng mình sẽ thấy nha. Nó không có quá thấp, cho nên mình đã chọn phương pháp là nâng mũi Tiny Boy, tức là giải quyết cái độ cao giữa sống mũi và mắt này là chính, và cắt cánh mũi vô ha. Thì đã tạo ra kết quả này. Bây giờ là đang hơi sưng hai bên đây, hơi sưng hai bên đây nè, nên mình nhìn thẳng cảm thấy như nó không cao lắm ha, nhưng nhìn nghiêng nè, đó, nó hài hòa về độ lại này xuống nè, chớp lên nè, gọn và cắt cánh mũi vô. Rồi, chọn đúng giải pháp, mình tìm phát hiện đúng vấn đề, mình chọn đúng giải pháp, như vậy là mình sẽ ra kết quả tốt hơn ha. Rất là đạt luôn á ha. Yeah, I won't accept this life that fate has given. So find a way to get lost. So find a way to get lost. Just find a way to get lost. Yeah, we'll find a way to get lost. So find a way to.